Xin chào thầy các bạn, nay xin trình bày BIT16F857 giao tiếp LCD đến sản phẩm. Đây là phần code. Ta khai báo thư viện tập sung từ định nghĩa chân B0, B1, B2, B4, B5, B6, B7. Ta khai báo thư viện LCD.C, khai báo biến sản phẩm trục đơn vị nhân viên chính. Ta cho tập cái cổng B là ngõ ra, cái tập cổng D là ngõ vào, rồi cho những con NIT. Ta cho chân A4 là ngõ vào được bị điều khiển bởi một vị bên ngoài. Ta sẽ up timer 0, set timer 0, đặt mắc cỡ ở đây. Ta cho sản phẩm bằng get timer 0. Nếu mà sản phẩm lớn hơn 12 thì ta cho sản phẩm bây giờ 1. Chục sản phẩm 10 đơn vị bằng sản phẩm 110. Ta cho con dấu chỉ đến vị trí cột 1 hàng 2. Ta lại ra dữ liệu sản phẩm. Ta cho con chỏ tới vị trí cột 12 hàng 2. Đây dữ liệu trục và đơn vị. Ta lập lại. Lập code cho chương trình. Chạy chương trình. Đây là sản phẩm không công. Thì ta bấm thì nó sẽ đếm tăng lên 1 2 3. Khi mà đếm tới 12 đến cái nữa thì nó sẽ quay về 1. Xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe.